Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho anh em một cái cách để anh em có thể chơi game Free Fire ngon lành, không có bị lỗi trên những cái bộ máy zing như là M1 Pro, M16, M2S, M24 và M3, thậm chí là M4 luôn nha. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chuyển đổi chế độ và chơi thêm trên một cái app mới nha, để anh em có thể chơi được cái game Free Fire nó ngon lành hơn và không có bị lỗi nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ vô hướng dẫn cho anh em luôn. Rồi thì đầu tiên để mình chơi á, anh em phải tải cho mình một cái phần mềm CoolGamer nha, hoặc là anh em nhấn Ctrl F5 nè. Nếu như mà máy của mình á không có nhấn Ctrl F5, nó không có chuyển đổi chế độ được á, thì anh em phải tải app về nha. Anh em phải chuyển đổi chế độ trên app. Nó có hai cách. Một á là mình nhấn Ctrl F5 để chuyển đổi chế độ, hai á là mình phải tải app về nha. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em từ A đến Z luôn, từ khi bắt đầu luôn để anh em dễ hiểu hơn nha. Rồi, anh em sẽ gõ cho mình CoolGamer APK nè. Rồi, anh em chọn vô cái phiên bản nào mà là mới nhất nha anh em. Đây, để mình vô mình coi thử nha. Vô cái đầu tiên trước. Cái đầu tiên là 5.4 nè, đó, 5.0.4 nè, đó, tháng 10 nè. Rồi, cái bản này là ok nè, rồi anh em bấm vô cài đặt nè. Rồi, xong anh em bấm vô cài đặt. Anh em đợi xíu nha, cho nó hiển thị tải về rồi bấm tải về thôi. Rồi, bấm tải về. Rồi, khi mà trong thời gian chờ đợi tải về, anh em bấm vô đây nè. Bấm tải về, nó sẽ có hiển thị chữ tải về ở đây. Đó, rồi anh em bấm vô anh em cài đặt thôi. Bấm vô nè, bấm vô cài đặt là được nha. Tại vì máy mình nó có cài sẵn rồi nên nó sẽ hiển thị chữ đã cập nhật. Còn mà anh em mà chưa cài đặt thì nó sẽ ghi chữ đã cài đặt. Nó sẽ ghi chữ cài đặt nha. Rồi anh em bấm mở nè. Rồi, khi mà vào app rồi á thì anh em sẽ kết nối Bluetooth, cắm nguồn vô, nó sẽ phát ra một cái sóng Bluetooth. Đây. À, đầu tiên á, nó sẽ là nếu mà chưa chuyển đổi chế độ, nó sẽ là cái Bluetooth là không có chữ X nha anh em. Nó sẽ là M16 gạch nè. Đó, nó không có chữ X. Rồi anh em kết nối vô trước đã. Rồi, khi mà để kết nối thành công rồi thì anh em sẽ quay lại app. Đây. Rồi anh em bấm vô cài đặt nè, thay đổi chế độ kết nối nè, nhấn vô đây, nhấn Ctrl F5 rồi nhấn OK. Đó, nó sẽ chuyển qua chế độ cho mình nha. Cái chế độ này dành riêng cho anh em nào mà chơi những cái app ngoài á, đó nó sẽ sử dụng được nha. Là chế độ văn phòng dành cho anh em làm chơi Free Fire app ngoài, hoặc là anh em chơi Minecraft Roblox á, anh em chuyển qua là anh em không cần phải cài đặt app luôn. Đó, anh em chuyển xong anh em vô game anh em chơi thôi. Rồi, khi mà kết nối xong, ghép đôi nè. Rồi, ghép đôi thành công. Ok, bước đầu tiên là đã thành công rồi nè. Anh em sẽ vào CH Play nha. Anh em tải cho mình hai cái app. Một á, cái app chơi game á, là app GG Mau Pro nè. Rồi, tải cái này. Cái thứ hai là Shizuku để kích hoạt Shizuku. Và cái cách này nó dành cho anh em nào mà Android 11 trở lên nha, thì nó sẽ kích hoạt dễ hơn. Rồi, bấm cài đặt. Rồi, rồi khi mà cài đặt xong rồi thì anh em sẽ vào app GG Mau trước nha. GG Mau trước để anh em cấp quyền cho nó, khoản trợ cấp nè, cấp quyền cho nó nè, cấp cho phép, rồi bấm lưu. Rồi, ok, bây giờ đến bước kích hoạt. Trước khi kích hoạt thì anh em sẽ vào phần cài đặt. Anh em mở tùy chọn nhà phát triển nha. Anh em sử dụng điện thoại nào thì anh em mở tùy chọn nhà phát triển cho điện thoại đó. Anh em lên Google, anh em gõ là cách mở tùy chọn nhà phát triển cho cái dòng điện thoại mà anh em đang sử dụng, ví dụ như Oppo, Huawei hay Redmi, Samsung gì đó. Đó, thì nó sẽ có hướng dẫn cho anh em nha. Thì mình có mở sẵn rồi thì mình bật lên luôn. Đó, làm cho nó nhanh. Rồi, đầu tiên nè, anh em sẽ bật cái gỡ lỗi USB lên trước nè. Tiếp theo là bật gỡ lỗi Wi-Fi. Rồi, kéo xuống. Anh em sẽ bật cái cho phép chồng lấp màn hình nè, MH nè, rồi xong bật lên luôn. Rồi, khi mà bật xong anh em sẽ quay lại, anh em bấm kích hoạt, chọn vô Shizuku, rồi bấm Go. Rồi bấm chữ ghép đôi nha. Rồi, nó kêu mình cấp quyền cho nó nè, bấm cấp quyền cho nó. Rồi, xong cấp quyền quay lại, rồi bấm vô tùy chọn nhà phát triển. Rồi kéo lên, bấm vô chỗ gỡ lỗi qua Wi-Fi, bấm ghép nối bằng mã ghép nối, rồi anh em đợi xíu nó sẽ hiển thị cái bảng đây nè. Rồi, bấm xuống. Rồi nhập mã ghép nối vô. Đây, 037598 nè. 037598 đó. Anh em hiện số nào thì anh em nhập số đó vô. Rồi bấm gửi. Rồi đợi một xíu để cho nó ghép nối nha. Ghép nối thành công nè. Rồi xong quay lại app Shizuku. Rồi anh em lùi lại một cái nha. Rồi anh em chịu bắn. Rồi anh em bấm chữ bắt đầu nè. Nếu mà bấm bắt đầu mà không được á, thì anh em bấm vô tùy chọn phát triển. Rồi anh em sẽ bật cái gỡ lỗi Wi-Fi rồi
tắt gỡ lỗi wifi rồi bật lên lại, rồi xong anh em quay lại nha. Đó, như vậy là nó sẽ được. Rồi ok, xong rồi thì anh em sẽ quay lại app GG Mau nha. Rồi nó xanh rồi nè, bấm ô thứ hai cho phép. Đó, kích hoạt luôn. Rồi ok, đó như vậy là đã kích hoạt thành công app rồi. Rồi xong, khi mà xong rồi anh em bấm chữ thêm nè. Thêm game vô, thêm cái game Free Fire vô. Đây, bấm thêm nè. Rồi xong, khởi chạy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách cài đặt nút luôn nha, rất là đơn giản. Đây, anh em sẽ bấm vô cái này cho mình. Ở đây nó sẽ có phần thả nổi nè, anh em bấm vô. Chọn cấu hình. Rồi anh em bấm vô chữ mặc định nè. Chọn vô đây nha. Đó, nó cài đặt phím sẵn rồi, anh em chỉ cần áp dụng vô. Bấm áp dụng nha, rồi bấm luôn. Đó, nó sẽ ra tất cả cài đặt của Free Fire. Rồi bây giờ anh em sẽ chỉ việc là cài đặt cho đúng cái vị trí thôi. Đây. Và thêm một bước cuối cùng nha, là để cài đặt để anh em không có bị chơi, không có bị đơ tâm hay là bị dính nút di chuyển vậy đó. Đây, đợi xíu mình lùm cái súng lên đó. Rồi, đây, anh em bấm vô đây nha, rồi bấm chỉnh sửa nè, rồi. Ê, khoan, chưa, anh em phải bấm vô cài đặt này. Tùy chỉnh giao diện nè, rồi, anh em nhớ lưu ý cho mình nha. Đây, anh em bấm con lăn chuột một cái, để cho nó ra con chuột nè. Đó, rồi anh em bấm. Anh em nhớ lưu ý nha, anh em sử dụng cái nút bắn bên trái nha anh em ơi. Thường thường là game nó sẽ có cái nút bắn bên trái đó, anh em sử dụng cái nút bắn bên trái. Đây, đó. Anh em sẽ kéo cái nút bắn bên trái qua góc này cho mình. Rồi, tất cả thao tác thì anh em phải để qua bên đây hết. Ví dụ như nằm, ngồi, nhảy, ngắm. Đó, mấy cái thao tác này anh em để ở đây hết. Đừng để qua bên góc bên đây nha. Tại vì nếu mà để qua đó anh em thao tác sẽ nó bị dính nút di chuyển nha. Rồi, khi mà xong rồi, anh em bấm lưu lại. Rồi, bây giờ bấm vô đây cài đặt lại nè. Chỉnh sửa nè. Rồi, bây giờ chỉnh nút nha. Cái nút nào bị lệch thì anh em kéo vô. Ví dụ C là ngồi nè, anh em để vô ngồi nè. Z là nằm, để vô nằm nè. Dấu cách là nhảy, để vô nhảy nè. Chuột R là chuột phải nè. Chuột L là chuột trái nha, chuột trái anh em để vô bắn. Đó, ok chưa? Một nè, một là súng rồi đó. Anh em chỉ cần sắp xếp cái đúng cái vị trí là được. Rồi cái nút nào không xài thì xóa đi, bấm vô. Ê, lộn rồi. Nút nào không xài thì anh em bấm vô, bấm X nè. Đó, nó sẽ xóa nút đi. Ok chưa? Rồi nút mà thêm nút vô thì anh em bấm chữ thêm nè. Rồi anh em bấm cái phím bất kỳ trên đây nè. Nó sẽ ra cái phím nè. Rồi anh em sẽ kéo vô cái chỗ mà anh em muốn map á. Ví dụ như đổi súng đi. Đó, ok chưa? Rất là đơn giản nha. À, nãy giờ mình chưa bấm lưu nè, để mình kéo lại. Phải bấm lưu thì nó mới lưu lại nha anh em. Rồi xong. Di chuyển nè, bị lệch nè, quẹo kéo vô nè, tap qua lô nè, đó, chỉ vậy thôi. Rồi anh em bấm lưu lại. À, còn cái nút xem anh em để song song với cái này nha. Song song với chuột L nè, đó. Để nó không có bị dính nút di chuyển nha, rồi bấm lưu lại. Rồi, anh em mà muốn ẩn mấy cái này đi á thì trên bàn phím, nếu mà anh em xài bàn phím dài thì anh em chỉ cần nhấn nút F9. Còn nếu mà anh em xài bằng phím ngắn thì anh em bấm vô đây nè, cài đặt nè. Cài đặt cơ bản, rồi anh em sẽ hiển thị hub nè, thấy không? Tắt đi. Đó, xong. Đó, nó sẽ mất đi nha. Rồi, bây giờ vô test thử nha. À, ok, vô là chơi ngon lành luôn. Đây, để test thử cái mấy cái kiểu mà có bị dính tâm gì không nha anh. Đó, ok chưa? Bút thoải mái nha, không có bị đơ tâm hay bị dính nút di chuyển gì hết nha anh em. Đó, là xíu. Nếu mà anh em mà cảm giác nè, bắn vẫn bị dính đúng không? Anh em chỉ cần chỉnh thôi. Đây nè, chỉnh sửa nè. Anh em kéo, đó, nhích thôi, nhích lên, nhích xuống vậy đó. Là nó sẽ không có bị nữa nha. Đó, ok chưa? Đó, anh em chỉ cần nhích thôi. Đó, anh em chỉ cần chỉnh theo cách của mình là được. Đó. Rồi, còn lại là kỹ năng thì anh em vô chơi thôi. Ok chưa? Rồi, nút di chuyển nè, anh em bấm cỡ nào nó cũng không có bị dính nút di chuyển nha. Chơi thoải mái luôn. Ok chưa? Đó, đây là cái cách cài đặt cơ bản để anh em chơi Free Fire trên cái app GG Mau nha. Đối với cái mấy cái bộ Amazing nha anh em, Amazing. Toàn bộ bộ Amazing là đều có thể cài đặt theo cách này nha. Rồi, ok. Anh em còn thắc mắc cái gì đó thì anh em cứ để lại cho mình một comment hoặc là liên hệ qua số hotline để bộ phận bên mình hỗ trợ cho anh em nha. Rồi, video tới đây là kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi video nha, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.